ra một bộ phim mới, chỉ một mình mới đóng thôi, nhưng mà nó tranh thủ là dịp này cả nhà cùng nhau được đi du lịch. Mời các bạn cùng theo chân anh Quý Đức Thịnh cà phê khu Tết để tham quan một chuyến du lịch của Phú An nha. Bây giờ thì Thanh Thúy và Đức Thịnh đang có mặt tại một địa danh nổi tiếng ở Phú Yên, đó là gần đá Dĩa. Tại sao lại có tên gọi như thế này? Là tại vì những cái phiến đá nó xếp từng tầng từng giống như là cái gì gì đó. Đây rất là đẹp luôn và mọi người check in đông đúc lắm. Hầu như là ai đến Phú Yên đều phải đến chỗ này. Đó, mọi người có thể nhìn nè, nó giống những cái dĩa không? Đẹp lắm luôn cả nhà. Đá này nó lạ lắm mọi người, nó đã được đứt ra một cách rất là nghệ thuật luôn á. Cái đường thẳng, thẳng luôn. Như cảm giác là có ai lấy cái cưa để cưa vào chứ. Cái kỳ quan thiên nhiên của đất nước mà tuyệt vời ha. Đang ở Sierra Speed Resort, một cái nơi được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với những cái không gian ngoài rất là thoáng đãng. Ở đây người ta giữ lại những cái khách sạn rất là lâu đời và không có khai phá và họ giữ nguyên cái nét ban sơ. Hàng Dương này là đến khoảng 40 năm tuổi tất cả nhà. Ngoài ra thì ở đây có tới hai hồ bơi lớn. Hồ bơi mà Thanh Thúy và anh Đức Thịnh đang ngồi đó là hồ bơi chung với lại khu vực spa. Còn một hồ bơi phố cực nữa mà cái view nhìn thẳng ra tháp Ninh Phong cực kỳ ấn tượng. Ở đây còn có một cái điều đặc biệt đó là nhà hàng chè lớn nhất Việt Nam được ghi vào trong kỷ lục Guinness, có tên gọi là nhà hàng Gozo Brew House.
tuyệt vời. Cái concept là tất cả gia đình của Thanh Thúy sẽ cùng nhau vẽ tranh và chơi chét màu lên nhau, và hiệu quả rất là hay, rất là đẹp luôn, bởi vì Phu Tết đã phối hợp nhiệt tình. Hãy nhìn Phu Tết đi, y như một con zombie vậy cả nhà. Nó còn ăn màu nữa, biết nó có bị đau bụng không nữa. Bây giờ chúng tôi thất thiểu đi về, bởi vì rất là mệt luôn, còn chân của Thúy đang bị gai đâm, u dắt đau lắm. Đây là một nhà hàng cơm niêu. Đây là cái món ăn khá là quen thuộc ở Sài Gòn. Không biết là ở quê thì người dân quê nên nếm khẩu vị như thế nào. Bây giờ hãy nếm thử và review cho mọi người nha. Thông tin thú vị và những clip hài cho gia đình mình rất là cà phê và Phu Tết.